Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Đức Vlog. Okay. Hôm nay mình sẽ làm món cá. Tẩm bột chiên của mình. Nice. Đây, mình đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu. Đó chính là cá tươi, cá rô ấy, rồi nước với bột chiên xù, bột chiên giòn. Cho nên mình đã đổ bột chiên xù vào trước rồi. Đây bát bột chiên xù đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên các bạn cho 150g bột vào bát 160ml nước của mình này. Cách ăn gì ấy? Nước chưa để đâu, chưa để đâu. Con chẳng để điều kiện đâu. Lúc con chẳng mang vào. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khoáng. Đấy, mình đang khoáng này. Đang làm bánh sinh nhật à? Lấy cái máy kia. Nó phải khoáng đến bao giờ bột tan, hiểu chưa các bạn? Xong rồi, bây giờ nó đã tan. Mình sẽ cho mình cho mẹ. Mình sẽ cho hết chỗ bột lại vào. Đây là em trai mình, Trường này. Nó sao không cho vào nồi luôn đi? Mình phải khoáng trước đã, Trường ạ. Bột đã tan rồi. Bây giờ mình sẽ cho cá vào. Mà đấy, cá đang ngấm vào. Mình sẽ cho thêm mấy miếng nữa. Hả? Con có gì nhiều miếng trong lòng ấy? Con có đang gì? Con đang gì mày nói đâu ạ? À? Con tìm mẹ rồi. Con không được. Con không bước ra ngoài. Không thể giấu đâu. Con đâu có giấu ở đâu. A few moments later. Sẽ bật bếp rồi cho dầu vào. Mà chắc nó bị vô hiệu quá. Bây giờ mình sẽ cho dầu. Mình sẽ cho ít ít thôi. Bây giờ mình sẽ cho cá. Bây giờ mình sẽ cho cá vào bột chiên xù. Ooh.
Các bạn ơi, lâu lắm ạ. Nó dính hết rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào. Lâu lắm phải không các bạn? Mình mới lần đầu làm thôi nên là rất lâu. Bây giờ mình bắt đầu cho vào. 2 miếng rồi phải không? Các bạn chờ lâu lắm rồi đúng không? Thỉnh thoảng mình làm cũng hơi lâu. 2000 years later. Khi đã cho cá vào chảo, mình thấy một mặt đã vàng lên rồi. Bây giờ mình sẽ lật để nó vàng đều. Ôi. Cái này chưa vàng. Mình đã lật hết các mặt rồi. Đấy, bây giờ nó sắp vàng hết rồi. Nếu nó sắp chín rồi thì mình sẽ đợi thêm lâu tí. Sau khi đã chín, mình sẽ để đặt lên đây để nó chảy hết dầu mà nó hút. 2000 years later. Sau khi đã rán cá xong, mình sẽ gắp mấy miếng cá mà mình đã rán vào đĩa. Thế là món cá của chúng ta sẽ đã hoàn thành. Mời các bạn cùng đến đây ăn với mình.